Chơi tin được không? Chỉ với 70 ngàn mà có nguyên một bàn đồ ăn đầy nhóc như thế này. Nào là Jolly Hot Dog, Cavani, Pepsi. Còn có thêm một Tom Burger và Pepsi quá là đã. Nghe tin đang có combo Jolly Server hấp dẫn với mức giá siêu hời, nên mình đã đến ngay cửa hàng gần nhất để thử combo siêu tiết kiệm này. Cầm 30-40 ngàn mang được đầy đủ món như thế này ở Jollibee thì thật sự quá là hời luôn á. Mình thấy combo nào thì cũng cực kỳ hợp cho mấy bạn học sinh sinh viên hoặc mấy bạn mới ra trường đi làm nè. Combo đầu tiên chỉ 30 ngàn mà có ngay 3 món, bao gồm một Jolly Hot Dog, một Cavani, một Pepsi dừa, tính ra quá là rẻ. Về hot dog vỏ ngoài mình thấy mềm nhưng bên trong có nguyên một cây xúc xích bự chà bá. Về sauce thì lạ miệng ăn cuốn lắm. Kem thì béo ngọt vừa ăn ngon xỉu luôn đó. Uống thêm ly Pepsi mát lạnh nữa quá là đã. Combo thứ hai là một tôm burger và một Pepsi. Combo này có giá là 40 ngàn. Nhân bên trong thì mình thấy nhiều tôm mà là tôm tươi luôn nha mọi người. Sauce thì hòa quyện lại với nhau ngon lắm. Còi quất thêm một ly Pepsi mát lạnh. Ta nói ăn trưa hay ăn xế gì cũng đều quá là hợp lý. Mà công nhận Jollibee hay thật, cứ cho ra mấy combo quá là hợp túi tiền, hỏi sao mình không ghi cho được. Nên mấy bạn cứ ha hồ vẹo vô mạng, không cần lo hay suy nghĩ chần chừ gì đâu nha. Nhất là mấy bạn học sinh sinh viên đó ăn chơi nhẹ nhẹ thì cũng quá là ok. Mình thấy không tốn quá nhiều tiền đâu. Ở gần đây thì mấy bạn có thể thử nha.